chào tất cả anh em quay trở lại clip của ốc tiêu 957 server 2. Mình là quái ốc tiêu 957 server 2, chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ làm một clip nói về trái đất, arc này phun chí mạng. Quá dữ. 33/5 chí mạng và đồ cùi thôi. Không, nói chung là đồ 2 sao 3 sao không à. Đệ tử cũng vậy. Ok, mình sẽ triển ngay liền luôn. Sẽ test cờ đen và mình sẽ triển cho anh em biết là chí mạng là nó cỡ nào. Nó kinh cỡ nào. Mắt chí mạng con nào này, không có con nào hết, phải qua bên vách núi Mori kiếm chuyện mới được. Arc này mới mượn của người ta ấy nè, lại không nè, rách khiêng liền ấy già, đấm thấm lắm à, ăn choáng này. Mắc rồi, chạy quan kia rồi, mình phải quan kia. Bắt lấy nó. Á. À. À. Nhanh lẹ tay thế. Con nào. Này nè, kịp không cái đã, một hit một. Quá dữ, arc này chí mạng gốc chỉ có 300 thôi. Và đệ thì hiện đại thì đang mang một set cùi cùi, cùi mía, cùi ghẻ, cùi bắp, mắc cùi. Thôi nói chung 9% được rồi. Hai cái găng 3 sao cũng được rồi, trái đất vậy là quá bá rồi. Này nè, ạc mượn mà lại còn chê nó thì thôi. Nói chung ạc này vậy là quá dữ rồi. Ốc bát. Ốc bát 02. Ạc phun chí mạng. Server 2. Server 2 này có mấy ạc trái đất phun chí mạng đâu. Ước phun chí mạng như thế nào là ước 1 sao các bạn. Ước tầm 8-9 viên 1 sao gì đó là nó phun chí mạng. Ui giời, ăn choáng rồi. Khá lắm cưng. Đúng rồi, cưng lẹ tay thế đấy. Nhìn thấy anh thì mau chạy đi chứ còn gì nữa. Đứng đó mà ngắm. Kiện kể là thế này, nãy là mình có làm một cái clip về lạc trôi á, clip của Sơn Tùng ở phiên bản Ngọc Rồng Online, mình bỏ 3 tiếng ra làm. Thế mà nỡ nào nó đối xử với mình, đó là nó kêu là bị vi phạm bản quyền mới cay. Thôi quay trở lại đi, quay trở lại hiệp đấu chính. Này. Không nát khiêng này, khiêng khiệp gì anh cho đi ra đảo hết. Nào thằng nào đâu? Nào đâu? Thằng nào đâu? Thằng nào đâu? Đùa với anh Hoài hơi bị cứng đấy, mắc chí mạng đấy cưng ấy. Giời ơi, cứ phải để đúng kêu mới chơi mới sướng được. Để số 5 vào á, nào láo anh đập vỡ mồm. 33/5 chí mạng nghĩ gì, không phải dạng vừa đâu. À, này nè. Ý giời ơi, quá đã, quá dữ. Kỳ này là phải đi kiếm nào đối thủ nào nặng ký tí. Có khu 1 thử coi. Khu đá đầy. Qua làng, qua vách núi Mori kiếm chuyện tiếp anh em. Triển đi, ạc phun chứ bác. À, khỉ nè. Mất tích, mất tang luôn chứ không có khỉ khỉa kia đó. Kỳ này là phải đi qua làng Kakarot kiếm chuyện thôi anh em. Qua bên đó có những con khỉ, nó to, khỉ 7, khỉ 8, khỉ 9 gì đó. Gồng siêu xe da đó, đánh mới sướng, với lại nó tập trung cả khu một cờ á. Đánh mới đã. Như cái đợt trước anh em. Đây này. Này này, một trưởng, 1 triệu mốt anh em thấy chí mạng. Ui, đánh chí mạng không kìa. Ui trời ơi, đánh chí mạng không kìa anh em. Tắt cờ rồi, lẹ thế. Rồi đánh chí mạng đã thật chứ, công nhận mát chí mạng đấy sướng thật. Cái này mà cộng lên 5/5 chí mạng thôi chứ. Này nè. Cháy. Không kịp nữa rồi. Bật choáng. Này phải bay lên. Này nè, khiên nè, hơi bị ghê, chí mạng hơi bị dữ. Chạy nhanh. Ồ, nó hồi sinh rồi, ăn nguyên cái choáng của mặt. Kỳ này khó sống rồi. Dữ quá bạn ơi. Công nhận trái đất đánh chí mạng đã thế. Arc này đánh chí mạng đã thế. 125k sức đánh. Này nè. Từ hiếp này trước. Này nè, một thằng. Chạy. Chiến thuật. Úi giời ơi, nhịn đông thế. Thằng này phải hồi sinh lại thôi.
biến hình đạch. Úi giời, đánh chí mạng không kìa, chí mạng không kìa, khiêng khiêng nát luôn, nát khiêng luôn, đánh chí mạng nát khiêng luôn. Quả cầu kinh khi, đây là cái đòn tối tân nhất của vũ trụ mà Goku thường dùng. Nát khiêng, bay cân hai, quá dữ. Rồi ơi, đang bị dồn nén, đang bị dồn nén, không được rồi. Thì này anh ta phải hồi sinh này. Không được rồi. Choáng. Từ từ đập đập thằng Seiya trước, đập thằng Seiya trước. Có chiến thuật. Nấu thằng nào choáng gồng lại vậy. Đắng cay lòng. PK sướng thật. Công nhận trái đất đã quá, 125k sức đánh. Quá dữ. Giết từng thằng một, giết từng thằng một. Bây giờ còn 56k chết ngắt đi con. 33/5 chí mạng thì nhìn này gì này mà cái này mà gồng này, gồng này, úi trời ơi, chí mạng không đánh dường như hai cái chí mạng, cái này thì thằng này chịu cho nổi, đã thật. Nó lại quay lại đây rồi, mày quay lại đây, mày quay lại đây, anh dập mình như dập con ở ấy. Úi giời, úi giời, đánh đã thế, đã thế. Choáng này cưng này, choáng này, cho em biết chí mạng là gì này. Từ từ đã, từ từ đã, hiệp thằng này đó, hiệp thằng này đó. Úi giời ơi, đang điểm chỉ chứ. Úi giời, hai thằng nó đánh mình. Úi, thêm một cái trói nữa rồi. Úi giời ơi, giời, không sao, không sao. Ăn thêm một cái choáng vào mặt nữa, không sao, anh sẽ hồi sinh lên. Thủ này không trả không làm người mà. Thủ này không trả không được rồi. Thủ này, thù này không trả thì không được rồi. Các bạn thấy chưa, đánh phát nào chí mạng phát đó, đánh phát nào chí mạng, sướng ngân na cả người đó. Chí mạng, chí mạng nè. Phê lòi, phê lòi anh em ơi, phê lòi, phải nói rằng phê lòi quá. Ê ê khỉ, ê ê mày đâu rồi, đâu rồi, phê lòi, nãy giết tao mày, nãy giết tao mày, chạy đi, chạy đi. Này nè, vừa mới qua xong nè, lại bảo không chết nữa đi nè. Chí mạng. Ở đây cờ đỏ không, ở đây cờ đỏ không, cờ đỏ nè, tàn phá khu cờ đỏ của ngày. Từ từ, diễn đệ luôn, trẻ không tha mà già cũng không tha luôn. Ui con khỉ, con khỉ. Úi giời ơi, úi giời ơi, nhanh lắm. Không tha hết. Ủa cưng, cưng, chết nhanh vậy, chết nhanh vậy. Trời ơi, sao nay nhiều người thế, PK quá đã. Trời ơi, PK đúng sướng thật, phun chí mạng PK đã quá. Đánh phát nào chí mạng vào đây, các bạn xem này, chuẩn bị chí mạng này. Chưa chưa chưa, chí mạng này, không chí mạng nó không chết rồi còn đâu chí mạng. À thằng này, này phải đè quá. Ý giời ơi, nhanh thế, lẹ thế, tắt cờ. Lẹ thế đấy. Này nè, này nè, 500 mấy anh em, quá dữ. Sức mạnh được đột phá nè. Úi giời ơi, úi giời ơi, cái này là phải ăn cái dịch chuyển là đia, đia nè, đia nè. Boss nữa, boss không chết. Mình giết người kỳ này ở tù chắc quá. Kỳ này, quả này phải ăn, quả này phải ăn. Một mạng, double kill, triple kill. Oh my god. Tại anh ta vừa mới hạ gục 3 mạng xong thì đã có hai thằng, có một thằng đang đánh, một thằng đang trói, một thằng đang đánh. Khống chế thằng này trước, khống chế thằng này trước, sau khi thả cái trói ra thì mày chết chắc con ạ. Ăn nguyên cái quả ra mặt đây, ăn nguyên cái ra mặt đây. Sống hộ, sống hộ, sống double kill. Úi giời ơi, chí mạng cả triệu, chí mạng là gấp đôi mà lại mát chí mạng. Úi giời ơi, chí mạng bao nhiêu phần trăm nhỉ? 33%. Nói rằng kỳ này thằng nào chịu cho nổi PK sướng quá.
Chí mạng cỡ này chắc cỡ thằng khỉ 4 triệu HP chắc đánh chết quá. Công nhận ạc này dữ thật. Hôm qua có đăng bài là xin mượn ạc của mấy anh kia làm clip. Mượn ạc làm clip mà bây giờ nay thằng ốc bán nó cho mượn. Cũng hên. À. Trời ơi, trời ơi. Chí mạng dữ luôn á. Đùa với chế hả? Đùa với chế hả? Thoải mái lên đi cưng, chí mạng kìa. Liên tục là những pha chí mạng. Sợ mày. Chịu không nổi khiêng thôi, chịu không nổi khiêng thôi. Á, thằng thằng nhỏ này. Mày nè, mày nè. Quả cầu kinh khi. Tối thượng. Mày nè, mày úp. Úi giời ơi, hai tay khiêng thì sao nó chịu được. Ăn cái choáng nè. Chí mạng cưng. Chí mạng nó cưng. Nà 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 liên tục là những cú nhấp chuột, liên tục là những cú nhấp chuột, bay xuống dưới đất đánh, lên bờ đánh, lộn đánh. Ha ha, giời ơi với cả quá sướng luôn. Này, xem dịch chuyển tức thời này. Dịch chuyển tức thời này anh em. Trời ơi, đánh cứ đánh hai ba phát cái chí mạng, phát hai ba phát chí mạng phát thằng là chịu nổi rồi. Này đi ngọc rồng sức đánh chắc sướng lắm. Úi giời ơi, nào nổ vậy? Khỉ khô này. Này ho nhẹ rồi, phải bung bung người ra, bung lụa ra để hợp thể vào lại, và HP khi HP ra đầy thì anh ta sẽ đi kiếm những cái cuộc sống mới. Ác này chắc là mắc tiền lắm đây. Vừa phun cái trang mới lại vừa nhiều cái trang lại vừa vừa có ấy nữa, vừa phun chí mạng nữa. Ác này không đơn giản đâu. Một thằng, úi giời, đánh mất chí mạng sướng thật chứ. Tính ra anh em mà anh em nào mà chơi chơi trái đất là cứ sắm phun chí mạng được. Tập trung ược chí mạng với lại đập bù chí mạng vào. BK đã quá. Mình sẽ qua khu bên này kiếm kiếm khỉ solo. Này thì đâu hay này đá nhẹ hả? Ở không trưởng đi. Thằng này chấp mày khiêng luôn á. Suy nghĩ cho kỹ nhá cưng, suy nghĩ cho kỹ nhá, suy nghĩ cho kỹ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Mắt chứ gì nữa, che mắt lại. Chạy lại chờ ngày té le té le nè. Anh em vừa thấy chiêu gì không? Ui giời, hai phát chí mạng liên tiếp. Ui giời ơi, ba phát chí mạng liên tiếp quá đã. Trời ơi, lại thêm double kill quá dữ đi. Triple kill quá ra này. Ui giời ơi, kỳ này mà ăn Benta chắc phải thưởng lớn quá này nè. Triple kill à. Ăn ba mạng liên tiếp. Úi giời ơi, khu này đông rồi. Khu này đông rồi. Qua ra kill. Benta kill. Xém nó ăn quả multi rồi. Công nhận sướng thật chứ. Kỳ này chắc phải gạ gẫm nó mua luôn cái acc này quá. PK không muốn ngừng. Úi giời ơi, tính ra 125 ca mà lại còn 125k mà lại còn phun chí mạng đấy thôi chứ. Quá dữ luôn. Đấy, úi giời ơi, tưởng mày bật cờ xanh. Này này, một quả cam mê này. Úi giời ơi, úi kìa. Sợ thật chứ. Một máu khá ghê đó. Công nhận nay nhiều người VK sướng quá. Một cái choáng là cân bằng tất cả. Một cái choáng. Chịu nổi không thôi. Chỉ sợ khiêng mà không chịu nổi. Nát khiêng. Trời ơi. Là siêu phẩm trái đất này. Trời ơi. Quá dữ đê chứ còn gì nói gì nữa. Nói gì nữa mà nói. Quá dữ rồi.
Có thằng nào à, khỉ 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 non đây mà chạy đâu, khỉ non con đó, khỉ non double kill à, lại chí mạng, lại chí mạng. Úi giời ơi, thằng thằng đệ nào vừa choáng ấy. Ừ mày cứ đợi đó, anh quanh hiệp dâm mày con ạ. Giời ơi, thằng nào, thằng nào vừa mới choáng anh, thằng này đúng không, một trưởng, thằng này chí mạng nữa. Úi giời ơi. Giời ơi, triple kill lượm vàng, cày vàng cũng được. Thôi nói về để vàng cho mấy nhỏ lắm. Được rồi, mình sẽ quay lại một cái khu mới hơn, khu khu 4 đi. Úi giời, đông thế. Double kill. Úi giời, đánh nhẹ thôi mà khiêng nát nữa. Triple kill. Quá đa kinh, quá dữ, một cân bốn. Những cái đòn đánh phải nói rằng hết sức chắc chắn từ ốc bát server 2 này nè, chết đi nè. Ok, clip này mình làm tới đây thôi, cũng tầm 16 phút rồi. Chúc anh em xem clip vui vẻ, cảm ơn anh em đã ủng hộ cho mình. Nói rằng trái đất nhận xét cuối buổi là trái đất phải nói rằng 125k sức đánh kinh thật, mang đồ cùi cùi thôi mà dữ quá, dữ quá. Ặc này nhằm vậy, ặc này phun chí mạng đấy thôi chứ. Thế ặc này đồ cũng bình thường mà. Hai xe 6 sao vào sao rồi, mới sập trời quá. Công nhận đã thật. Ok, clip này mình làm đấy thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo ha. Ok, chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Ok, cần gì thì hãy comment bên dưới nhé, hoặc hãy liên hệ với số điện thoại mình alo tới cho mình. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.